Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Thì hiện tại mình đang có mặt trên đường Hồ Thị Kỷ, số địa chỉ 84/1 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Đây, địa chỉ đây. Đang ở quán lẩu bò Hồ Thị Kỷ Hoàng Thu, đã đăng ký thương hiệu độc quyền. Hôm nay mình được một người bạn giới thiệu tới đây để ăn lẩu bò. Lẩu bò ở đây thì có bán là lòng bò, thịt bò, nói chung là tất cả cái gì của bò đều có, xương bò gì đó. Số điện thoại liên hệ để mọi người có thể đặt bàn hay là đặt lẩu mang về, số điện thoại là 0907 801 516 ha. Hoàng Thu, lẩu bò Hồ Thị Kỷ. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong gọi lẩu bò ăn thử xem như thế nào anh. Nghe bạn mình nó đồn là ăn cũng khá là ngon và rẻ. Đây là không gian bên trong quán, có máy lạnh ở trong nữa, cửa kính. Cái này là gian hàng đồ, gọi là đồ thực phẩm đã chế biến sẵn ở phía trước rồi nè. Có lòng bò, tim bò, gân bò, đuôi bò rất là nhiều luôn. Treo bên trong cái tủ này, và cái tủ này có hơi lạnh bảo vệ ở trong nữa. Đây là các nguyên liệu mà bạn đó đang làm nè. Bạn thì mang bao tay và lấy nguyên liệu, bỏ gân bò, lòng bò, hay là đuôi bò, gân bò vậy nè. Nhiều lắm mà mình không biết được, để mà bỏ vào trong nồi. Hiện tại thì cái hơi để mà bảo quản lạnh nên nó đang bốc lên, cho nên là nhìn không có thấy rõ lắm, mọi người thông cảm cho mình nha. Ngoài đây nó cũng bị mờ luôn rồi. Hôm nãy nhìn cái hướng này mà trời chưa mưa thì chắc là nó sẽ sáng hơn, nó không có bị mờ. Địa chỉ mình chia sẻ một lần nữa là 84/1 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, quán gốc lẩu bò Hồ Thị Kỷ Hoàng Thu nha. Cái chỗ mà đường vào mua hoa, chỗ chợ hoa Hồ Thị Kỷ á mọi người. Bây giờ có rất là nhiều khách luôn, họ đang đứng đợi mua mang về. Cái chú này mặc áo mưa, rồi thêm hai bạn kia nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong ha. Tại vì trời đang mưa, mình chỉ quay sơ sơ được cho mọi người thấy thôi. Bên này là cái gian bếp. Cái bếp này là đứng cái miếng nóng luôn, và cả dao cũ là hướng ở bên này nè. Mọi người vào bên trong này thì có chỗ để xe ở bên này. Đậu xe vào sát vào bên này hay là được. Rồi vào trong sẽ có người phục vụ hỗ trợ sắp cho mọi người bàn ghế chỗ ngồi và đem menu cho mọi người chọn. Bạn này đang múc nước lẩu mang về cho khách. Một kia đi anh Hùng. Cái mọc này thu quá bay ba. Ở đây có một cái đặc trưng hay nữa là phía trước có hai cái nồi, nồi áp suất lớn như vậy. Nồi điện, hai cái nồi điện để hầm nước nước lẩu, miếng xương bò. Đây là cái nồi nước xương bò để mà múc ra để mà đem lẩu cho mọi người nè. Ở trong này nó có nấm, khá là nhiều nấm, có củ hành tím nữa. Cái nồi to đùng luôn á mọi người. Một cái nồi inox khủng khiếp, mà tới này tới hai nồi luôn. Nồi bên này một nồi bên kia một nồi nữa. Để ở trước mặt tiền của quán luôn. Hồi nãy mình có hỏi thăm bạn nhân viên có chia sẻ là một cái nồi nước lèo như thế này á là 1.500 bán. Và cái khung giờ mở cửa hồi nãy mình có chia sẻ với mấy bạn rồi đó. Bán như từ lúc 9 giờ sáng gì á. Như là khoảng 9 giờ sáng bán cho tới 1 giờ tối khuya để bắt đầu dọn. Thì cái nồi này mà ngày nào đông khách thì sẽ bán hết luôn cái nồi này. Một cái nồi này, hai cái nồi này là bán hết hai cái nồi này luôn. Còn ngày nào mà bán xíu thì một ngày hơn. Giả mang ha mọi người, trời cái nồi cũng kiếp lắm. To được mua á. Sẽ tới chuyên mục menu á mọi người. Mình ngộ được cái menu rồi. Cái menu nó dày như là cuốn album hình luôn. Thấy không? Cái menu hơi bị dày luôn á. Nè, quán gốc lẩu bò Hoàng Thu đã đăng ký độc quyền thương hiệu. Thì cái quán này nằm ở địa chỉ là 84/3 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. À khoan, bây giờ quên nữa, để quay review menu cho mọi người xem nè. Nó dày lắm. Đặc sản trước đi ha. Thập cẩm xào ba tê, thập cẩm xào lan, lẩu yên ương, lẩu bò Hoàng Thu, lẩu bò Thái,
Lẩu Thái Bò Hoàng Thu, Thập Cẩm Bò, Đinh Hương. Slogan là ăn là gì? Ê, ở bên này có số điện thoại liên hệ nè, đây. Số điện thoại để liên hệ đặt lẩu bò hay là đặt bàn nữa, mọi người gọi về số 0907801516 hoặc là 0903765006. Địa chỉ là 84/3 đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Mở cửa lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 1 giờ tối. Đây là đăng ký độc quyền nên là sẽ không có chi nhánh. Để chữ nè, gia hàng tận nơi đăng ký độc quyền và không có thương, độc quyền thương hiệu. Rồi, trời ơi, nhiều quá, menu hơi bị chóng mặt đi. Nhưng mà để mình lật cái món mà mình order cho mọi người xem nè. Đây là cái phần tới các món lẩu nè, lẩu nó lên rồi nè. Mình đi hai người thì cái lẩu này là lẩu nhỏ, có giá là 170.000. Đây là đây cái lẩu mà mình chọn nè, lẩu bò truyền thống nhỏ 170.000. Mọi người muốn ăn truyền thống lớn thì là thêm 30.000 nữa là 200. Đây có giá ở bên tay phải 10.000, còn cái món thì bên tay trái. Thì mình sang lẩu bò trước. Đây là quán lẩu bò và mình sang đặc sản trước. Đây là những cái món mà mình chọn. À có nghĩa là chị chọn cái nào chị lấy cái đó hả? Một dĩa vậy là 10.000 hả? Dạ, dĩa là 10.000 vậy là 200. Ủa cái dĩa trứng này cũng 10.000 luôn hả? Dạ không, mà dĩa trứng là trứng gà 6.000 một quả. Dịch 10.000. Ok, rồi chị sẽ lấy mì, lấy dĩa rau. Dĩa rau đó 10.000 luôn hả? Dạ đúng rồi. À dĩa nấm 10.000 luôn. Dạ, tất cả là dĩa là 10.000. Ok. À không lấy mì gói hả? À có mì dắt rồi. Thì thôi lấy đậu hũ chiên trước đi ha. À thôi đậu hũ mềm cũng được. Ok. Bạn sẽ phục vụ hỗ trợ là một mâm đồ ăn. Dạ anh lấy bao nhiêu, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. À ăn bao nhiêu lát nữa thanh toán chị tính tiền bấy nhiêu ha. Rồi ok. Bạn bưng ra một mâm như thế thì mình chọn trong một cái mâm đó có hơn 10 loại. Mấy bạn ăn cái nào thì lấy cái đó thôi. Cái nấu. Có cái nắp cho chị xin cái nắp nồi đi. Không có cái nắp hả? Cái xô nó sẵn rồi. Chị sợ nó lâu sôi á, tại vì đây nè, dĩa rau này cũng 10.000, trứng vịt thì là 6.000 một cái. Ủa sao nãy lấy trứng gà ta, lấy trứng vịt hả? Đây là tàu hũ non, đây là nấm, nói chung là 10.000 một dĩa hết. Cái này là bạn phục vụ sẽ bưng ra cho mấy bạn chọn á, một cái dĩa này là có giá 10.000 thôi nè. Cái trứng này tính 6.000 một trứng, còn tất cả còn lại là 10.000 là một dĩa. Có tàu hũ chiên sẵn, nấm, đây là khoai môn, đây là tàu hũ non, mì gói, bánh phở, là hủ ki bên này, mì dắt và dĩa rau này là tàu giá 10.000. Còn bên này thì sẽ là 6.000 một trứng, mọi người ăn bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu. Một cái mâm như vậy sẽ đi kèm với là một cái lẩu mà tùy mọi người gọi là ăn lẩu gì nha. Non bỏ vào. Bắt đầu nó sôi lên rồi nên là mấy bạn bỏ cái nguyên liệu mấy bạn gọi lúc nãy vào đây là vừa rồi đó. Tại vì nó càng mình lấy nó càng với lại nó bỏ vào đi cho nước nó ngọt và nó chín mọi thứ thì lúc đó ăn nó dễ hơn. Có cải thảo nè, mồng tơi và cả xanh. Cái dĩa rau bên kia là có ba loại. Và hiện tại mình đang ngồi trong cái phòng có máy lạnh. À, mấy bạn phục vụ hỗ trợ là nó hai đứa mình vào trong cái phòng có máy lạnh ngồi cho nó mát, với lại cái phòng cũng xa khá là thoáng, nhiều bạn lắm luôn á. Mình nghĩ là chắc cái giờ cao điểm thì chưa tới đâu, rồi mình đi sớm á, giờ mới có 8:00 mấy mà. Mọi người ơi, bây giờ mình nói lại địa chỉ một lần nữa cho mọi người biết là số 84/3 đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 nha. Ở đây chủ quán là sự có cái ghi chú rất là hay luôn á mọi người, là đây là những món mới của Hoàng Thu, của quán Hoàng Thu. Xin quán khác đừng làm theo kinh doanh. Mọi người biết cái chỗ mà hay của cái phần rau đi kèm là gì không? Là được một dĩa nấm rơm chỉ có 10.000 thôi mà khá là nhiều nấm luôn. Nấm rơm đang nổi trên mặt này mọi người thấy không? Nguyên một dĩa luôn á mà chỉ có giá 10.000.
trụm dao vào và bắt đầu thưởng thức thôi. Mời cả nhà chung với mình nha. Đây, mình sẽ giới thiệu cho bạn tới cái phân đoạn mà làm nước chấm á. Cái này cũng không có cần gì gọi là cao siêu để mà tự pha hay các kiểu gì đâu, không cần. Ở đây á, là có một cái chai chao và một cái chai tương ớt nè, mọi người thấy không? Mọi người ăn cái gì mọi người lấy cái đó, nhưng mà thường ăn lẩu bò bắt buộc phải có chao pha pha chanh đường á, cho nó ngon. Và kèm theo xíu sa tế. Thì cái này mình đã bỏ vào rồi nè, pha chao và sa tế lại với nhau. Thì cái vị chao ở đây á, là cái vị chao giống như vị chao môn vậy đó mọi người. Chao từ củ môn á, cho nên là ăn rất là béo. Và cái vị mặn nó vừa phải, nó cũng không có ngọt nữa. Còn mấy cái quán lẩu bò khác mình ăn rất là ngọt và nước chao á, họ pha không có vừa vị. Nhưng mà cái quán này thì nước chao pha rất là vừa. Thêm một xíu sa tế cay cay nữa là ăn rồi, đúng bài luôn. Ok, mời các bạn nha. Mọi người tới đây thì cứ thích thì cứ bỏ thêm sa tế, còn không thì có thể bỏ tương ớt, ăn vẫn được. Và cũng rất là ngon khi mà ăn kèm với lẩu bò như thế này. Cái này là hộp vịt lộn, quán có chuẩn bị cho mấy bạn nào mà ăn được hộp vịt lộn đập thẳng vào trong lẩu á. Cái này hộp vịt lộn ăn còn sống luôn thì sẽ đập thẳng vào trong lẩu để ăn chung với lẩu luôn. Một trứng như vậy có giá là 10.000. Bạn nào ăn á thì cứ đập thẳng cái này vào trong cái nước lẩu đang sôi á thì ăn. Mình thấy có mấy người khi ăn được ngọt ngon gì đó, nhưng mà mình không có ăn được cái này. Thì bạn nào mà có nhu cầu ăn cái này thì có thể đập vào trong lẩu rất là ngon. Và bây giờ là tàn cuộc. Đây cũng hơi bừa bộn ha mọi người. Mọi người đi trên 2 người thì nên chưa có lẩu truyền thống lớn thì sẽ tốt hơn. Tổng thiệt hại hôm nay của mình là 276.000. Rồi cảm ơn em nha. Đây là tiền thừa lại. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Mọi người nhớ bấm ủng hộ subscribe kênh ẩm thực và du lịch để có thể theo dõi những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.